Tại các cảng cá, nhiều chuyến tàu cập cảng mang theo hàng tấn cá nụ xuân loại nhỏ. Hiện nay, giá loại cá này bán tại cảng khoảng từ 12.000 đến 15.000 đồng một kg. Theo Ban Quản lý Cảng cá Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, lúc cao điểm cảng cá rơi vào tình trạng quá tải vì có nhiều chuyến tàu đánh bắt được hàng chục tấn cá nục, cá hố cập cảng cùng lúc. Nhiều chủ tàu đã phải tìm bến cảng cá khác neo đậu để kịp đưa cá lên bờ bán. Hiện cá nục gai loại to bán được khoảng 25.000 đồng một kg. Ngoài ra, nhiều chủ tàu cũng trúng đậm cá hố. Giá cá hố loại nhỏ trên 20.000 đồng một kg, loại lớn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu bán được từ 70.000 đồng một kg trở lên. Theo các ngư dân, đánh bắt cá nục cá hố mất ít thời gian mà chi phí không cao vì chỉ cách bờ khoảng 30 hải lý. Thời điểm được mùa cá nục như hiện nay, mỗi chuyến đi đánh bắt, chủ tàu thu lãi từ 7 đến 10 triệu đồng.